thường viện chủ kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý đại hữu Phật tử, qua mấy buổi sinh hoạt về lễ tụng, lễ bái, các Phật tử chắc cũng có thời gian theo dõi lại trên cái màn ảnh đã ghi. Thì đại chúng có ý kiến gì để đóng góp thêm trong những cái buổi nói chuyện trước? Nếu có thì chúng ta cứ trao đổi ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái lễ phục của Phật giáo Việt Nam. Trong đó nó có liên quan đến cái chiếc áo tràng mà chúng ta đang mặc ở đây. Lễ phục tức là cái phục sức trong khi làm lễ. Phục sức như thế nào để nó hợp lễ? Ở cái buổi đầu thì chúng ta đã định nghĩa lễ là cái cách bày tỏ, cái cách bày tỏ từ cái tấm lòng của mình ra bên ngoài, từ cái sự tôn kính, từ cái sự thương tiếc, từ cái vẻ hân hoan ở trong tâm nó biểu lộ ra bên ngoài, thì cái đó gọi là lễ. Trong Phật giáo ở cái thời kỳ đầu của Đức Phật thì chúng ta biết là cái phục sức của các tăng sĩ cũng ăn mặc như người Ấn Độ, không có gì khác hết. Nếu có khác chăng á thì không có những cái phô trương về màu sắc, về cái văn vẻ bên ngoài. Nhưng về cái hình thức thì nó cũng là những cái cách mặc như dân tộc Ấn Độ. Một hôm trên đường núi Linh Thú đi xuống, Đức Phật mới chỉ ngài Thị Giả A Nan. Thầy A Nan, thầy có thấy không? Kia là những cái cánh đồng dân người ta trồng lúa, có những cái bờ mẫu nó ngăn cách ruộng bên đây với bên kia. Ta nhớ lại cái pháp phục của chư Phật thời quá khứ cũng mặc áo cắt rộc. Đó là hiện cái tướng ruộng phước để chúng sanh gieo hạt giống Phật pháp. Thầy có thể phỏng theo cái bờ mẫu này để hướng dẫn cho các thầy mai áo mặc. Là người thông minh và hiểu được cái ý của thầy mình, cho nên ngài A Nan đã cắt rộc cái ca sa, tức là cái áo khoác, cái áo mặc theo cái bờ
ruộng, tức là nó có cái vòng thành chạy bên ngoài. Trong vòng thành đó nó chia ra những cái điều tướng. Thì khi mang xong đem trình lên Đức Thế Tôn, Đức Phật khen thầy làm như vậy rất là hợp ý của tôi. Và từ đó về sau, Đức Phật dạy người xuất gia phải mặc cái y cắt rập, tức là không khoác nguyên một miếng vải nữa, như người Ấn Độ người ta choàng nguyên miếng, mà cái phải được cắt ra. Nếu cái vải đó mà người ta cho mình hoặc mình nhặt lấy thì cũng cắt rộng theo cái điều tướng. Vì vậy cái y mà ngày nay các Phật tử thấy Chư Tăng Ni mặc, nó có những cái ô thế này, ô dọc rồi ô ngang, đó là cái tướng ruộng, gọi là phúc điền y, cái áo ruộng phước. Cái chữ kasa, chữ kasa phương Đông, người Trung Hoa, người Việt Nam chúng ta hiểu nghĩa chữ kasa đó là hoại sắc, tức là nó không ở trong năm cái sắc chính: đen, vàng, đỏ, trắng, xanh. Nó không ở trong năm sắc chính mà nó hoại, tức là cái màu nó không ở trong sắc chính. Vàng nhưng không vàng tươi, đỏ nhưng không đỏ tươi, mà vàng nhưng mà vàng đất. Cái màu mà nó không ở trong cái sắc, trong năm sắc chính đó, nó gọi đó là hoại. Cho nên nó hiện cái tướng như từng cái ô ruộng như vậy. Vì vậy gọi nó là phước điền y. Thì đầu tiên là Đức Phật dạy người xuất gia chỉ có ba y thôi. Cái y thứ nhất là y An Đà Hội, y thứ hai là y Úc Đa La Tăng, y thứ ba là y Tăng Già Lê. Cái y An Đà Hội là cái y mà để mặc thường ngày, sinh hoạt thường nhật. Chúng ta tạm hiểu nó là bộ đồ mặc khách, bộ đồ mặc hàng ngày. Cái Úc Đa La Tăng tạm hiểu nó là cái áo mặc thêm ở ngoài. Cái Tăng Già Lê chúng ta tạm hiểu nó là cái y mà lễ sám. Ngày xưa thì không ăn mặc như ngày nay, như là vật khách, áo nhật, áo tràng, vân vân. Mà mấy thầy chỉ có một, ở dưới thì mặc một cái nếp bàn tăng, tức là nó giống như cái củng của người Việt xưa, cái củng, chữ gọi là nếp bàn tăng. Rồi ở ngoài thì choàng cái ca sa, choàng cái ca sa. Vì mặc để che thân cho nên cái ca sa lúc bấy giờ mai rất là lớn, nhưng nó vẫn cắt rộng điều tướng. Cái y An Đà Hội nó 5 điều, y Úc Đa La Tăng 7 điều, y Tăng Già Lê là 9 điều, tức là cắt rộng 9 ô như thế này, 9 ô dọc. Và trong cái ô dọc như vậy nó có chia ra 2 ô ngang, 2 ô dài, 1 ô ngắn. Sở dĩ có cắt rộng như vậy là để hiện cái tướng phúc điền. Hơn nữa cái điều tướng như vậy nó có chia ra, chúng ta thấy có những cái ô dài, có những ô ngắn. Cái ô dài là biểu thị cho thánh quả tăng thêm. Cái ô ngắn là biểu thị cho phàm tâm giảm xuống.
Cho nên mặc cái y đó để diệt trừ cái lòng tham, sân và si. Vì vậy mà cái tâm phàm bao giờ cũng phải giảm xuống. Cho nên trong một cái điều dài như vậy, chỉ có một ô ngắn thôi mà có đến hai ô dài cho đến bốn ô dài, tùy theo cái y có bao nhiêu điều. Bậc hạ thì có 9 điều, 11 9 điều, 11 điều, 13 điều. Bậc trung thì có 15 điều, 17 điều, 19 điều. Bậc thượng thì 21 điều, 23 điều và cao nhất là 25 điều. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, sang Đại Đường, thì những tăng sĩ đầu tiên đến Đông Độ cũng vẫn ăn mặc như vậy. Nó có một điều xảy ra ở thời Đức Phật là vì vẫn y vậy thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhận nữ chúng vào hàng ngũ xuất gia đó, thì họ cũng ăn mặc chỉ có ba y thôi. Chỉ có ba cái y đó thôi. Cái ăn đà hội á, chúng ta còn có thể hiểu nó là cái củng, cái quần dưới. Cái Uddala tăng là cái áo choàng. Cái tăng già lê mai hai lớp để mặc khi đi giảng kinh, khi đi khất thực, trong cái lúc mà tọa thiền về khuya, thời tiết nó xuống lạnh thì cái y đó nó choàng lên. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng vì cơ thể học á, của mỗi người, người nam, người nữ, trời đất sinh tạo nó khác. Nữ chúng đi xuất gia thì cũng ăn mặc ba y thôi, cho nên nó lộ tướng không trang nghiêm trước mặt người cư sĩ. Và do cái ý kiến đó cho nên Đức Phật dạy nữ chúng phải mặc thêm một cái áo ở trong, gọi là cái áo phú kiên, tức là cái áo để che vai, che ngực. Vì vậy mà ngoài ba y có thêm một y nữa là y áo phú kiên. Khi ngài A Nan cũng bên tăng mà, cho nên chỉ ba y thôi. Nhưng mà các vị biết là trong sử sách ghi lại ngài A Nan đẹp. Khi làm lễ phải trễ cái vai phải ra, tròn y, đưa cái vai ra để biểu thị sự gánh vác Phật pháp. Vì ngài có những cái thân tướng nó đặc biệt đẹp, cho nên nữ chúng họ thấy họ động tâm, rồi lại quần chúng phê bình. Đức Phật mới nói ngài A Nan cũng mặc luôn cái áo phú kiên nữa, tức là bây giờ tăng không có mặc cái áo phú kiên, nhưng vì như vậy cho nên Đức Phật bảo ngài A Nan cũng mặc áo phú kiên. Sau này mình đâu phải A Nan đâu, nhưng mà cũng phải mặc áo lọt, mồ hôi nó che thân kín đạo. Thì như vậy đó, cho nên khi qua tàu thì mấy thầy vẫn mặc như vậy thôi. Nhưng thời tiết của bên Trung Hoa lạnh. Tôi dùng cái từ Trung Hoa đó, các vị đừng nghĩ là Phật kẹo Việt Nam mình không có. Thời bây giờ là thời Đại Đường, thời Hán, rồi qua xuống đến đời Đường là tương đối cái văn hóa nó hoàn chỉnh. Thì các tăng sĩ đến cái nước Đại Đường như vậy, vua chúa quan dân áo mũ thật là hoàn chỉnh. Nhưng mà các vị tăng sĩ từ Tây Vực, người ta gọi là Hồ Tăng, tức là các thầy từ ở nước Hồ sang thì chỉ Ấn Độ đó, thì ăn mặc ở dưới này thì trống, rồi vai cũng trống, trong khi cung điện quan vua
cung tần mỹ nữ ăn mặc rất là trang nghiêm. Cho nên người Đông Phương á, áo mũ trang nghiêm là cung kính. Khách đến nhà chưa bới đầu, chưa đội mũ, chưa khoác áo không được ra tiếp khách. Cho nên đó là một cái mà cái phục sức của tăng sĩ có sự chuyển đổi. Vì trời lạnh cũng có. Cho nên cái Phú Kiên ngày xưa nó mặc nói là cái áo che vai, nhưng mà thực ra đó nó cũng phải trễ cái vai phải ra. Nhưng trời lạnh quá cho nên nó cuối cùng phải choàng thêm một miếng nữa bên đây để che. Rồi ý kiến dần dần cái phục sức đó được kết hợp lại, tức là cái áo Phú Kiên mai liền với cái niết bàn tăng để thành một cái áo dài, chứ không phải chỉ mặc cũng như này rồi cái áo che vai ở trên thôi. Rồi thêm cái tai hậu của phục sức của đại đường, cho nên nối thêm nữa. Vì vậy mà cái áo trong đó, cái áo Phú Kiên và cái niết bàn tăng bây giờ đã được cải biên thành cái áo khoác từ trên xuống dưới, nó nhiều mai khích với nhau, không có hở, không có trống. Vì vậy mà cái ca sa bây giờ không cần phải mai lớn nữa, cho nên thu nhỏ lại, chỉ mặc khoác trong khi làm lễ mà thôi. Thì cái y mà ngày nay chư tăng Việt Nam mặc đó là cái y đã qua nhiều lần cải biên, tức là cái y chỉ mặc trong khi làm lễ thuyết giới, Bồ Tát tụng kinh, nhưng thường thì mặc cái áo mình gọi là cái áo tràng, thì nó là cái tiếng Hán của nó là cái trường sam. Đây là chiếc áo của Hòa Thượng Viện Chủ. Tôi mạn phép tôi mượn chiếc áo này để giới thiệu cho các Phật tử. Chúng ta hình dung ngay, chúng ta thấy cái lớp áo ở dưới này được may, nó cái này ta gọi là may bẻ con, phải không? Thì cái củng á, cái củng nó là một cái y hạ năm điều, cho nên khi mặc rồi phải quấn qua quấn lại, so cái này rồi quấn bẻ con qua lại. Đương nhiên là có sợi dây buộc, mà buộc thì cái ở trên này nó tự nhiên nó dúng lại. Khi chúng ta mặc củng thì nó dúng không đều, nhưng bây giờ đã mai kết lại rồi cho nên người ta bẻ con lại đó. Bẻ con lại. Và cái phần trên này là cái phần gọi là cái áo che vai. Cái áo che vai. Các vị nhìn thấy ảnh Đức Phật là cái cổ áo mà từ bên vai trái nó tròn xuống dưới nách vai phải. Cái trong đó là cái áo Phú Kiên đó, cái áo che vai đó. Rồi cái phần ngoài này là cái ca sa Đức Phật khoác lên. Thì cái áo đó là nhà nguyên thủy là nối từ ở phần trên này là cái Phú Kiên, tức là cái áo che vai, dưới này là cái củng, hai cái này mai kết hợp lại. Và cái tay áo này là nó cái phục sức của cái văn hóa của đường triều, cho nên thêm cái này mà nó thành ra cái áo gọi là trường sam. Chúng ta gọi chạy nó thành trường, thành áo tràng. Người Trung Hoa gọi là hải thanh, hải chi. Người Trung Hoa gọi là hải thanh, người Việt Nam gọi là áo tràng. Đó. Như vậy cái áo này á, nó có cái nguồn gốc từ cái áo Phú Kiên và cái niết bàn tăng mai kết hợp lại. Có thêm là thêm chỉ cái tai hậu thôi. Vì cái tai này là cái tai áo, cái áo của đường triều, nhà vua cũng mặc tai áo thụng, gọi là phơi phới
phơi phới cái chiếc áo đạo bào như cánh chim bằng bay qua biển Bắc. Vì vậy mặc áo này gọi là áo thụng. Áo thụng tức là người Việt Nam mình gọi là cái áo mặc áo khoác này phải rộng. Cho nên ngày nay thợ họ may á, mà may mà thắt eo rồi đó là sai nguyên tắc. Cái áo ngoài phải áo thụng, mặc vô nó trang nghiêm. Trang nghiêm không phải là mặc đẹp, trang nghiêm tức là để cái thân của mình á có những cái kết cấu của cơ thể thế nào đi nữa, nhưng mà chiếc áo nó phủ lại ai cũng như ai, và mình có lạy trước người ta thì cũng không có khó coi khi nó bó thân, nó lộ hình. Hơn nữa, ngoài cái chiếc áo này nó còn cái ca sa nữa. Cái ca sa vì nó đã có cái phục sức ở trong rồi, cho nên cái ca sa không nhất thiết phải may lớn, may rộng. Rồi dần dần qua các cái thời gian biến đổi, con người tiến bộ văn minh, và chiếc áo tôi đang mặc đây nó là biến thể từ chiếc áo này, từ chiếc áo này, tức là không nối nữa mà may thẳng xuống luôn, mà đã may thẳng thì không còn dúng nữa. Đây là nguyên tắc của cái phục sức văn hóa thời Đường còn sót lại. Mà ngày xưa đó, Việt Nam còn lệ thuộc Đường, cho nên cái văn hóa Đường là cái đỉnh cao nhất. Vì vậy cho nên nó ảnh hưởng ở các cái nước Đông Phương hết: Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Trung Hoa là những nước có cùng một văn hóa. Ngày nay kiến trúc của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở miền Bắc là còn giữ được cái văn hóa cổ của đời Đường. Nếu có dịp các vị trở về miền Bắc đến chùa Đại Bi, tức là chùa của Thánh Bối, cái gác chuông, cái gác chuông chùa Keo, cái hậu cung của chùa Đại Bi, những kiến trúc có giá đỡ y hệt như những kiến trúc ngày nay của Nhật Bản. Vì vậy nhiều khi chúng ta phát ngôn nói tại sao cái này giống Tàu quá, cái này giống Nhật quá, đó là cái cách phát ngôn nhiều khi chưa nghiên cứu. Thực ra không có giống, về nguồn thì như nhau hết mà thôi. Người Nhật Bản, người Trung Hoa, người Đại Hàn, người Việt Nam đứng chung với nhau khó phân biệt ai Tàu ai Chệt. Người Pháp, người Anh, người Đức họ đứng chung với nhau mình cũng khó phân biệt. Tại đó là những dân tộc cùng một cái văn hóa, dùng một cái mẫu tự Latin. Thì phương Đông chúng ta, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản, Trung Hoa dùng một cái văn hóa là chữ Nho. Chữ đó không phải của Tàu, không phải riêng của Tàu, mà nó là một cái văn hóa mà mình có cùng văn hóa người ta. Vì vậy cho nên cái thời Đường á, nó là đỉnh cao của văn hóa Đông Phương. Những dân tộc mà ở Đông Phương này đều ảnh hưởng. Vì vậy Nhật Bản họ còn giữ được cái phục sức của Đường, văn hóa Đường. Ngay cả Trung Hoa ngày nay cũng đã cải biên, ảnh hưởng Tạng ở trên người Mãn Thanh, họ ở trên vùng phương Bắc họ tràn xuống, họ đã cải biên. Ngày nay cái pháp y của Trung Hoa cũng đã không còn giữ văn hóa Đường. Giữ văn hóa Đường chỉ còn có Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Cho nên buổi sau tôi sẽ cho các vị xem cái ca sa của Việt Nam chúng ta với ca sa của Nhật Bản, ca sa của Đại Hàn,
ở trong Đại Tạng Kinh có mẫu, có hình. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng dù thời gian có biến đổi, nhưng khi có cơ hội chúng ta tìm lại nguồn gốc của nó thì nó có cơ sở. Từ cái lễ phục cho đến cái kiến trúc, tất cả đều có nguồn gốc của nó. Tuy nhiên cũng con rồng đó, nhưng mà ở Việt Nam thì con rồng nó khác, con rồng đó nó ở Trung Hoa nó khác. Ngay cả con rồng ở Huế với con rồng của Sài Gòn mình cũng khác. Con rồng của Huế ngày xưa đó gần ở Kinh Đô, cho nên nó không có bay lượn nhiều. Nhưng mà càng về trong này, đất rộng người thưa, làm chơi mà ăn thiệt, cho nên con rồng trong này nó bay lượn, nó mập, nó khỏe hơn. Đó là lẽ tất nhiên, lẽ tất nhiên của cái cuộc sống, cái không khí thì cũng vậy. Cho nên có những cái mà mình phải tìm lại nguồn gốc thì mình mới thấy được. Vì vậy mà cái chiếc áo tràng của các Phật tử mặc để lễ sám nó cũng hình thành từ cái áo trường sam này. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta thì cái tay áo hậu không có dài. Ngày xưa thì cái cổ áo này Việt Nam chúng ta thì những cái mặc, những cái đại lễ mới mặc theo cái áo này. Còn thường phục hàng ngày á là mặc áo năm thân. Mặc áo năm thân tức là cái cổ nó như chiếc áo dài của các cụ ông cụ bà mặc. Cái cổ áo dài vì mai năm thân, tức là mặc cái vạt trước phải mai phải đâu sống, vạt sau cũng phải đâu sống, nó là bốn cái vạt trong thêm một vạt nữa là năm thân. Đó là tiêu biểu cho ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Nhưng mà các nhà sư thì mặc cũng áo năm thân, nhưng cái tay thì tay thụng, tức là tay hậu rộng khoảng năm tấc chứ không rộng dài. Dài ngày nay mình mai dài như thế này là cái mình cũng có những cái cải cách. Các tổ ngày xưa, tôi gọi ngày xưa có nghĩa là cái thời mà Chúa Nguyễn chưa mở mang bờ cõi đằng trong, còn ở cái chỗ Quảng Bình, Thanh Hóa trở ra thôi. Đó là cái thời đó các tổ mình là mặc áo năm thân rồi khoác ca sa lên thôi. Nếu có dịp các vị về miền Bắc đến những tổ đình, chúng ta còn thấy những tượng thờ, những hình của các tổ vẫn phục sức theo phong cách đó. Sau này chúng ta cải biên lại theo cái cổ này, có nghĩa là sử dụng cái áo theo cái phong cách cái áo thiên sam của Trung Hoa, có cải biên theo cổ áo này, nhưng về cái cách mai nó cũng khác. Người Trung Hoa thì họ mai ở đây họ chồng mấy lớp được, ba lớp gọi là tam bảo lãnh. Lãnh là cái bâu áo, người ta thường nói cương lãnh. Cương là cái mắt lưới, lãnh là cái bao áo. Nắm được phần cương lãnh, tức là nắm được cái cổ áo thì toàn thân cái áo đều nhấc lên được. Nắm được cái mắt lưới thì toàn thân cái mảng lưới đều kéo được hết. Nắm được phần cương lãnh tức là nắm được cái tinh túy, cái cương yếu của vấn đề. Cho nên ở trên cái cổ áo này là gọi là tam bảo lãnh, tức là nó được đụm lại ba lớp. Tại sao phải đụm lại như vậy? Có thể thời trước cuộc sống nó vật chất nó bị hạn chế,
thiếu thốn thế nào đó. Cho nên cổ áo người ta đụng như vậy để nó cũ, ta tháo ra, ta bỏ, ta thay, không phải thay luôn cả cái chiếc áo. Nhưng mà thay như vậy, đụm lại như vậy, cho nên ngài thái hư, ngài chế lại là cái áo này tam bảo lãnh, tức là nó đụm ba lớp để Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi báo lúc nào cũng mang đội trên thân. Và ở ngay cái chỗ, cái cuối gài nút áo này, họ mai đến 53 đường chỉ thành một cái ô, nó vuông theo cái phần của cái cổ áo. Đó là biểu thị 53 vị thiện tri thức, thiện tài đồng tử ngày xưa đã từng đi học qua 53 vị thiện tri thức để tìm tòi học hỏi. Cho nên có cái bài kệ nói là thiện tài đồng tử ngũ thập tam tham. Cho nên ngài Thái Hư, ngài chế là mai 53 cái đường chỉ như vậy để nói là người hành giả là cái người hiếu học. Nơi nào có pháp thì nơi đó có mặt mình, để mình tìm tòi, mình học hỏi, mình tìm hiểu những cái giáo nghĩa cao siêu của Đức Phật. Nhưng đến khi Việt Nam chúng ta đó thì cũng mái áo tràng cái cổ bao thế này, nhưng mình không làm ba lớp, mình chỉ làm một lớp thôi. Bên kia tam bảo mình nhất thừa thôi, mình nhất thừa thôi, cho nên mình trồng một lớp thôi. Đó là cái lý do mà ngày nay các vị thấy ngay cổ áo chỗ này, tại sao cái cổ mai thế này mà lại không đi luôn một vải mà lại có cắt ngang một miếng chỗ này. Ngày xưa nó là cái miếng đập thêm để lót cổ. Nhưng sau này từ thời mà Chấn Hưng Phật giáo, thợ mai Việt Nam mình giỏi, cho nên thấy vậy thôi, bỏ cái lớp đó đi, mai luôn viền cổ rồi luôn, và vẫn giữ được một cái nếp nối ở chỗ này, nó là nguồn gốc từ cái miếng che cổ. Nếu cái hình ảnh các vị muốn nhìn lại đó, thì chúng ta hãy lật ở trong cái quyển 50 năm Chấn Hưng Phật giáo của Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thiện Hòa, thì có cái hình ảnh của Tổ Lê Khánh Hòa. Tổ còn mặc chiếc áo ở cái hình ảnh cũ đó. Vì vậy cho nên nói cái chiếc áo này là giống Tàu, thì thật ra cũng như nói người Việt Nam với người Tàu giống nhau, cái đó mình không chối cãi được. Nhưng thật ra cái cách ăn ở của người Hoa, cái cách sinh hoạt của người